Sáng nay ngày 17 tháng 8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Hồng Sơn 41 tuổi và Nguyễn Đình Công 34 tuổi cùng ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 19 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố tạm giam đối với Bùi Đức Thành 29 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 6 năm 2019, biết Thành chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet nên Sơn và Công đã liên hệ đặt mua một tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá cho người đánh bạc trên địa bàn. Sau đó, Thành đồng ý và bán cho hai người này một tài khoản trị giá 1.000 điểm tương ứng với số tiền 40 triệu đồng. Sau khi có được tài khoản trên, cả nhóm đã tổ chức cá độ bóng đá với nhiều con bạc khác qua trang web bóng88.com. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, từ đầu tháng 6 đến tháng 7 năm 2019, chỉ trong vòng một tháng, đường dây đánh bạc của Thành, Sơn và Công đã tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc với số tiền giao dịch trên 19 tỷ đồng.